cho đến không đắc lục xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại không đắc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa như vậy cho đến không đắc 18 pháp phật bất cộng và vô lượng vô biên các phật pháp khác vì sao vì chẳng phải bát nhã ba la mật đa thậm thâm đối với tất cả pháp dựa vào có sở đắc mà xuất hiện vì sao vì bát nhã ba la mật đa thậm thâm hoàn toàn không tự tánh cũng bất khả đắc có thể được sở đắc và hai chỗ y cứ là tánh tướng đều không bất khả đắc. Phật bảo trời đế thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Kiều thi ca, các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu học bát nhã ba la mật đa thậm thâm lâu dài, bồ đề và tát đỏa không còn chứng đắc.